Ở đây thường thường người ta thuê thời gian bao nhiêu lâu anh? năm. 1 năm luôn hả? Cái phòng 401 của anh đó là có một cái ông giáo sư ở người Mỹ á, À. ông ở đây ông thuê tới năm rồi đó, nhưng mà ông 75 tuổi rồi, ông bị bệnh đó, phải chở đi Mỹ gấp đó, ở với con tháng mấy là mất tiền cọc luôn á. Đặt cọc nếu vào 1 năm thì đặt cọc bao nhiêu? Hai à? Ở 1 năm thì ở đặt thì cứ đặt 1 tháng tiền nhà, Đặt 1 tháng chào 1 tháng đúng không? Đúng không? đặt đặt cọc 1 tháng tiền nhà, là đặt đặt cọc trước 1 tháng tiền nhà, Tức đặt là cọc thì 1 tháng trả trước 1 tháng. trả trước 1 tháng. Rồi, ok. Cái này mình bao hết thì còn mỗi điện là mình không bao đúng Đúng rồi. không? Ở đây rất khách nước ngoài mà người ta ok ngay. Ai là người khách ngoài? Hoặc Người Việt á. hoặc Việt kiều. Ở đây có cái phòng 302 là Việt kiều thôi, còn người nước